Alo xin chào bạn hiểu. Như vậy là tháng ơi đã có hơn 30 video à, trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn về à, lĩnh vực bất động sản trong thời gian vừa qua. Có rất nhiều video nói về vĩ mô, về chiến lược, về định hướng xu hướng của thị trường cho trung hạn, dài hạn. Có những video đưa ra những cái khuyến nghị rất là chi tiết cho quý anh chị em và các bạn trong giai đoạn vừa qua là có nên giao dịch mua bán bất động sản hay không và mua bán bất động sản ở khắp phân khúc nào và rất rất những nhiều những video trong số đó thì đã đem lại những cái kiến thức hữu ích cho quý anh chị và các bạn về định hướng trong quá trình tham gia đầu tư mua bán bất động sản à, rất nhiều video nói về sự tiêu cực của thị trường trong thời gian vừa qua à, gần như là những video chúng tôi trao đổi và chia sẻ trong đoạn à, vừa qua thì nằm ở cái giai đoạn thị trường bất động sản có những cái tín hiệu à, xấu đi trông thấy sau một cái chu kỳ một cái giai đoạn tăng trưởng tất cả những video của chúng tôi trao đổi và chia sẻ à, tới anh chị và các bạn cũng chỉ mong là một cái cuốn sách là một bài viết hay cũng như là một cái ý kiến cá nhân của Thắng ơi chia sẻ gửi tới anh chị và các bạn để anh chị và các bạn có nhiều hơn những kiến thức những kinh nghiệm cũng như là những cái định hướng trong quá trình giao dịch của mình không mong đó là những thứ à, đem lại những cái quyết định cụ thể và tác động đến những quyết định của anh chị em và các bạn rất mong rằng là chúng tôi luôn được anh chị và các bạn ủng hộ trong thời gian sắp tới những video danh sách những video mà chúng tôi đã chia sẻ thì được để ở uh, góc phải màn hình của anh chị và các bạn hoặc là dưới phần mô tả uh, có cái đường link tổng hợp tất cả những video mà chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em và các bạn về lĩnh vực bất động sản trong buổi hôm nay trong cái video này chúng ta sẽ nói về điểm tích cực của thị trường bất động sản, một cái, một vài cái điểm sáng mà anh chị và các bạn có thể lưu tâm à, mong rằng đem lại những kiến thức hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đưa ra cho anh chị em và các bạn ba cái điểm sáng à, le lói trong một cái thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua có phần hơi u ám. Điểm sáng thứ nhất chúng tôi muốn nói tới với anh chị và em và các bạn là trong suốt 3 tháng trở lại đây thì lãi suất ngân hàng không có dấu hiệu tăng thêm à, nữa lãi suất là lãi suất tiền gửi anh chị em và các bạn. Lãi suất tiền gửi cao nhất thì đang được ngân hàng Nam Á Bank chào với anh chị và các bạn với cái mức 8.7% kỳ hạn 36 tháng gửi tiết kiệm trực tuyến. Và đây là mức lãi suất cao nhất không tăng nhiều trong giai đoạn 3 tháng trở lại đây tiếp theo là tiền Phong banh thì 8.6, VIB thì 8.6. Việt Capital Bank thì 8.6, SCB là 8.55, PVcombank là 8.5, SHB 8.5, An Bình Bank 8.5 và Xim Bank thì 8.3, VVBank 8.3, Bảo Việt Bank thì 8.2 và mức lãi suất mà tiền gửi kỳ hạn 12 tháng thì cao thấp nhất tức là ở là ở Vietcombank là 6.8. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là lãi suất có tác động rất là nhiều đối với thị trường bất động sản. Nếu lãi suất huy động mà còn tăng cao thì đồng nghĩa với việc lãi suất cho vay sẽ có dấu hiệu tiếp tục gia tăng. Và lãi suất cho vay gia tăng thì các cái khoản nó vay bất động sản ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của kể cả những nhà đầu tư thứ cấp, nhà đầu tư sơ cấp và cả các ông chủ của dự án, các nhà đầu tư cho các dự án thì đều chịu ảnh hưởng rất là mạnh do đó thì lãi suất dấu hiệu của câu chuyện không tăng thêm là một điều đáng mừng cho thị trường bất động sản cho chung và dài hạn và cái việc mà lãi suất huy động cũng như là lãi suất cho vay sẽ ngưng không tăng nữa là điều tích cực đầu tiên mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn Điểm tích cực thứ hai mà chúng ta cũng cần phải quan tâm nhưng ít anh chị em và các bạn trong giới bất động sản biết tới và quan tâm tới. Đó chính là vì sao cái lãi suất mà các ngân hàng trong giai đoạn vừa qua thì bớt căng thẳng, lãi suất cho vay cũng như là lãi suất huy động cũng đều không có dấu hiệu tăng thêm trong 3 tới 6 tháng vừa qua. Nguyên nhân chính đó chính là việc các ngân hàng đang đua nhau hút vốn chung và giải hạn qua kênh trái phiếu thì một số cái số liệu thống kê à, cho anh chị và các bạn thấy được à, rõ nét hơn cái thị trường trái phiếu của các ngân hàng đang à, tiến hành huy động trong thời gian vừa qua thì theo cái tín hiệu của thị trường à, trái phiếu thì ngân hàng VPBank vừa qua đã gửi ý ban chứng khoán nhà nước hồ sơ chào bán và niêm yết trái phiếu quốc tế thà, tháng 1 năm 2019 với cái tổng giá trị lên tới 1,12 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những ngân hàng mà huy động trái phiếu lớn mạnh nhất trong giai đoạn vừa qua. Tiếp theo đó là ngân hàng tiền phong banh. À, đầu tháng 6 cũng vừa qua đã thông qua cái chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành 200 triệu đô la trái phiếu quốc tế vốn cấp 2 trong cái năm nay. Cùng với ba ngân hàng trên là Việt Tin Banh thì phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất do ngân hàng này tự quyết định. Thì đó là ba ngân hàng lớn đã đưa ra các cái khoản mà phi huy động trái phiếu để bổ sung cho cái nguồn vốn chung và dài hạn, giảm bớt cái áp lực vốn huy động ở thị trường thứ cấp cũng như là áp lực tăng cái lãi suất tiền vay cho những khách hàng của họ trong thời gian tiếp theo. Ngoài ba ngân hàng vừa nói tới thì BIDV cũng thông qua họ và hoàn tất phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu chia đôi cho kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Đây là một trong những phương án phát hành đều là những cái phương án để tăng cái lượng vốn uh, chung và dài hạn cho ngân hàng ACB. Uh, vào cuối tháng 6, nhà băng này cũng thực hiện 4/5 đợt phát hành trái phiếu 2 đến 3 năm của lần 2 năm 2019 với cái giá trị 4.500 tỷ đồng trên tổng số vốn dự kiến là 5.500 tỷ đồng trong năm nay. Vào tháng 4, ACB cũng thông qua phát hành trái phiếu lần 1 trong năm nay với tổng giá trị là 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Theo thống kê của công ty chứng khoán MBS thì đầu năm tới nay có gần 18.200 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng được phát hành. VIB Bank là đơn vị phát hành thành công nhiều nhất và gần 6.000 tỷ đồng đã được phát hành. À, theo sau đó là hd Bank thì có những cái số liệu rất là cụ thể về cái số lượng và cái giá trị mà các ngân hàng đã à, phát hành trái phiếu để bổ sung cho nguồn vốn chung và dài hạn đây cũng là cái điểm sáng rất sáng cho thị trường bất động sản mặc dù là ngân hàng nhà nước vẫn đang à, sử dụng một số cái biện pháp kỹ thuật về việc hạn chế bất động sản vào những cái lĩnh vực gọi là nhạy cảm gồm chứng khoán và bất động sản. Tuy vậy thì khi mà các ngân hàng giảm bớt cái áp lực vốn chung và dài hạn thì nó cũng sẽ giảm bớt cái áp lực lên cái thị trường bất động sản và sẽ cái phần vốn mà chung và dài hạn cho vay vào các cái dự án bất động sản sẽ không bị áp lực nhiều. Một điểm sáng khá là khá là là ít hi hữu trong cái thị trường bất động sản trầm lắng một cái điểm sáng nữa mà chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn đây là một trong những cái điểm sáng thứ ba nó cho thấy là có những cái hoạt động ngầm trong thị trường bất động sản có thể một số hoạt động ngầm thâu tóm những cái dự án xấu những dự án bị áp lực về vốn sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới ở các doanh nghiệp lớn chúng ta hoàn toàn trong tất cả anh chị em và các bạn đang ngồi trước màn hình gần như là ai cũng đã từng uống cái sản phẩm nước giải khát của công ty cổ phần Dr. Thanh những giấy sản phẩm mà chúng ta thấy là rất là phổ biến hàng ngày từ trà thảo mộc rồi những cái sản phẩm nước uống mà chúng ta vẫn uống thì chắc chắn là mỗi anh chị và các bạn đều đã một lần từng uống cái sản phẩm này nhưng rất ít anh chị và các bạn biết rằng là công ty Dr. Thanh người chủ tịch là ông Trần Quý Thanh thì vừa qua đã lập hàng chục công ty với vốn gần 20.000 tỷ đồng vào cái lĩnh vực bất động sản dường như thì Tân Hiệp Phát muốn chơi lớn với cái mảng bất động sản khi lập cùng một lúc hơn chục công ty với tổng số vốn gần 20.000 tỷ đồng. Theo một số báo thì uh, doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực đồ uống uh lại đang có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là sẽ lấn sân sang cái lĩnh vực bất động sản. Ông Trần Quý Thanh và tập đoàn Tân Hiệp Phát đã có những uh, động thái mạnh mẽ để tham gia lĩnh vực bất động sản, không phải là bây giờ mà trước đây thì cái doanh nghiệp này đã có những cái manh nha về câu chuyện này. Thì rõ ràng đây là một cái điểm sáng rất sáng trên thị trường bất động sản, có thể là một cái luồng vốn một cái luồng gió mới tham gia vào cái lĩnh vực bất động sản để anh chị và các bạn thấy được rằng là cơ hội để đón những cái dự án, những cái khu bất động sản mà có những cái dấu hiệu áp lực của tín dụng sẽ được một số doanh nghiệp khủng khiếp trong thị trường đón trước đón đầu trước để thâu tóm lại và trong cái lĩnh vực bất động sản này thì ông trần quý thanh thì có thể là là người rất là giỏi trong lĩnh vực về đồ uống nhưng mà lĩnh vực bất động sản thì ông thanh cũng chưa nhiều kinh nghiệm do đó thì cái luồng gió mới này sẽ từ từ thổi vào thị trường bất động sản sẽ có những cái tác động chậm chậm vào thị trường và sẽ là một cái trào lưu cho những cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực khác không phải là bất động sản mà là lĩnh vực tiêu dùng hoặc là những cái lĩnh vực khác có cái vốn đang dư thừa để có thể sẽ tham gia hỗ trợ cho thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới thì Tân Hiệp Phát thì đáp ứng được rất nhiều những cái tiêu chí để có thể tham gia trong cái lĩnh vực bất động sản thì bảy cái tiêu chí đánh giá của ban tổ mà, mà các cái ban tổ chức trong các cái các cái cuộc gọi là tham vấn ý kiến thì định hướng cái khách hàng và thị trường đo lường phân tích quản trị tri uh, thức phát triển nguồn nhân lực quản lý uh, các quá trình kết quả hoạt động một các tiêu chí để tham gia cái lĩnh vực mới thì ông Thanh đang khá là 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 đạt những cái tiêu chí này và ngoài ra thì cái việc mà đầu tư mới cho cái hoạt động phát triển cái lĩnh vực đồ uống thì trong những năm gần đây thì gần như là không nhiều và một số cái công ty uh, liên quan đến cái lĩnh vực cốt lõi đồ uống thì trong 3 năm trở lại đây thì Dr. Thanh không đầu tư nhiều nữa mà có dấu hiệu của câu chuyện là giảm bớt cái đầu tư vào những công ty trong cái chuỗi hệ thống uh, phục vụ cho cái lĩnh vực đồ uống. Có thể uh, thấy rằng là lĩnh vực đồ uống đã đến một cái giai đoạn mà cái thành công chỉ cần được gặt hái và uh, số cái cái số tiền lời từ lĩnh vực đồ uống đang được uh, chuyển về cho chủ sở hữu và chủ sở hữu hiện tại thì là chủ yếu là gia đình nhà ông Đỗ Thanh. À, cái nguồn vốn này sẽ được ông 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 ông, ông Thanh và tập đoàn Tân Đức Phát có thể sẽ giải ngân dần vào lĩnh vực bất động sản trong những năm sắp tới. Hy vọng rằng đây là một trong những thông tin khá là hữu ích để thổi một cái luồng gió mới vào cái thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua có phần trầm lắng và cũng là một trong những video đưa cho anh chị và các bạn những cái thông tin ngược chiều so với những rất nhiều những cái thông tin mà tiêu cực về thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua mà Thắng ơi đã dành rất rất nhiều tâm huyết để chia sẻ với anh chị em và các bạn thì mong sẽ đem lại cho anh chị em và các bạn một cái niềm vui mới cho những người hiện đang nắm giữ bất động sản thì bớt đi những cái lo lắng về thị trường và cũng như là lo về cái câu chuyện là thị trường có thể sụt giảm. Thì nhiều video chúng tôi cũng đã chia sẻ rằng là thị trường năm 2019, 2020 thì có thể là sẽ chậm bớt cái đà giao dịch, có thể đóng băng nhẹ chứ không phải là một trong những cái giai đoạn mà thị trường bất động sản có thể gặp những cái rắc rối hoặc là giảm giá như năm 2018, 2008. 2009 giai đoạn trước đó bởi vì mấy lý do là riêng về cái góc mà cơ quan quản lý thì cũng đã chủ động trong cái câu chuyện là xì hơi cái thị trường bằng việc đưa ra những cái chính sách những cái văn bản à, liên quan đến việc là hạn chế tín dụng cũng như là việc mà cấp phép cho những cái dự án cũng như là à, giao dịch của một số khu mà quá nóng sốt ngoài ra thì tín dụng cũng à, bơm vào cái lĩnh vực này cũng không nhiều mà được kiểm chế gọi là kiềm chế khá là tích cực thứ ba nữa là cái việc mà trong cái câu chuyện tái cấu trúc nợ xấu của các ngân hàng thì cũng là một yếu tố rất là quan trọng mà chính phủ cũng quan tâm do đó thì cái việc thị trường được chủ động kìm hãm à, tốc độ tăng À, sẽ đem lại một cái 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 sự ổn định của thị trường dài hạn và giai đoạn hai 2020 chín hy vọng là nó sẽ chậm lại cái đà giao dịch thôi và sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian sắp tới nhờ vào những cái luồng gió mới và chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi kỹ hơn về cái lãi suất huy động về cái uh, uh, nguồn vốn chung và dài hạn của không chỉ những ngân hàng trong giai đoạn vừa qua đã đua nhau hút vốn chung và dài hạn mà trong đó thì có những cái doanh nghiệp bất động sản cũng cùng với những các ngân hàng đã phát hành cái cái trái phiếu của mình, trái phiếu doanh nghiệp mà các doanh nghiệp bất động sản là cũng đang khá là nhanh lẹ trong cái câu chuyện này thì sẽ giảm bớt cái áp lực phải vay các ngân hàng thì 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 sẽ sẽ đem lại cái cơ cấu vốn chung và dài hạn cho các cái doanh nghiệp à, lớn trong ngành kể cả như là Vincom, kể cả như là Sun Group, kể cả như là Khang Điền, Đất Xanh, Novaland hay là những doanh nghiệp à, khủng khiếp trong lĩnh vực bất động sản à, VCG thì cũng 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 cũng, cũng phần nào giảm bớt cái áp lực và giảm bớt cái căng thẳng cho cái thị trường bất động sản. À, thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những cái cập nhật tình hình cũng như là những cái thông tin hữu ích thời gian sắp tới. À, mong rằng À, luôn nhận được sự đồng hành cũng như anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn vào chuông để có thể uh, chuông sẽ reo khi mà có những video mới cập nhật của nhóm uh, thắng ơi trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.